trời ơi, chán quá. Không biết dạo gần đây Mini World nó có cập nhật cái gì mới không ta? Để vào xem coi. Rồi, Mini World coi coi có cập nhật cái gì mới không nha. À, để xem coi skin thử coi. À, wow, ui, dạo gần đây skin cập nhật nhiều những bộ đồ đẹp thế. Wow, để mình xem coi. Wow, cái gì đây? Ui, ui trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè. Trời ơi, cái mái tóc này nhìn đúng ngầu luôn các bạn ơi. Trời ơi, còn có thêm hai cái râu dế đó nè, nhìn đẹp ơi đẹp luôn. Trời ơi trời, nhìn y hệt như là Tôn Ngộ Không luôn các bạn ơi. À, đẹp quá à. Ôi, để xem còn gì đâu. Ui, cái này là bước chân. Ui, trời ơi, cái này nè, là mỗi lần mình đi đến đâu là lửa cháy tới đó luôn các bạn. Trời ơi, ngầu quá vậy. Wow, đỉnh cao vậy ta. Mini World dạo này cập nhật nhiều đồ đẹp thế. Ui, ui, cái này là bộ đồ gì đây? Áo giáp nguyên soái. Wow, cái gì ghê vậy? Oh my god, trời mấy bạn ơi nhìn nè, cái bộ áo giáp nó đẹp gì đâu luôn á. Ôi mấy bạn nhìn nè, ở trên đây nó còn có hình cái mặt của con rồng nữa nè mấy bạn. Ôi đẹp quá à. Ui nhìn bộ đồ đúng ngầu luôn á. Để mình xem coi. Ôi có đôi giày nè, đeo đôi giày coi. Trời ơi nhìn ngầu vãi. Oh my god các bạn ơi, mình nói thật nha, mình mà mặc cái bộ skin này chắc chắn là nhìn mình sẽ ngầu lắm luôn các bạn. Để tưởng tượng thử coi. Ôi trời ơi, tưởng tượng thôi là đã thấy là mình ngầu ơi là ngầu luôn rồi. Để xem coi còn gì nữa không ta. À, để xóa đi để coi coi còn gì nữa không. Ui, có cái nón ảo thuật da nữa nè. Ui mấy bạn ơi, có bạn nào thích coi ảo thuật không? Chứ mình là mình thích coi ảo thuật lắm á nha. Có cái nón của ảo thuật da nữa nè. Rồi kéo xuống đây còn có những bộ đồ rất là đẹp luôn. Ui, cái nón hình con cáo đó nè. Đẹp quá vậy. Wow, cái này là gì đây? Ui trời, một con rồng. Trên lưng chúng ta đang đeo một con rồng nữa bạn ơi. Ngầu quá vậy. Oh my god. Trời ơi, sao tự nhiên bây giờ mình lại cảm thấy buồn quá ta. Buồn, các bạn biết lý do mình vì sao mà mình buồn không? Bởi vì là tự nhiên khi không á, đúng lúc mà mình hết tiền thì Mini World lại cập nhật những cái bộ đồ cực kỳ đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn các bạn ơi. Ôi, này ơi, còn có áo của thằng Nga nữa nè. Trời ơi, nhìn đẹp quá à. Cái này ở cái này hình như mà không phải là áo của thằng Nga. Áo của thằng Nga hình như là áo trên đây nè. Trời ơi, áo này đúng là áo của thằng Nga nữa các bạn. Trời ơi, nhìn đẹp quá. Nhưng mà bây giờ mình hết sạch tiền rồi, làm gì có tiền mà mua skin đây. Mấy bạn có thấy mấy bộ skin này đẹp không? Chứ mình thấy là đẹp lắm luôn á mấy bạn ơi. Ôi, phải tìm cách để mua mấy bộ skin này mới được. Ha. À, trời ơi là trời, làm sao đây? Làm sao đây trời ơi? Làm cách nào để có tiền mua skin đây ta? Mấy bạn ơi, dạo gần đây á, mình không hiểu lý do vì sao đúng lúc mà mình hết tiền thì Mini World lại cập nhật rất là nhiều những cái skin siêu đẹp luôn. Chán ghê luôn á. Đúng lúc mình hết tiền nữa chứ. Bây giờ mình muốn mua mình cũng đâu còn tiền đâu mà mua. Mà bây giờ á thì trong làng Hero Team của mình nè, cũng chẳng còn cái gì để mình có thể đi làm, hay là chẳng còn có gì để mình có thể đem đi bán cả. À, ui mấy bạn ơi, mình mới nghĩ ra một cái ý kiến này nè. Bây giờ á, mình không thể nào mà mình lấy cà rốt của chị Ca Mui đem đi bán được. Như vậy là xấu lắm, không thể nào bán cà rốt của chị Ca Mui được. Mình bây giờ mình bán thì mình phải bán cái gì đó nó đắt tiền xíu để kiếm được thật là nhiều tiền. Thôi thay vì bây giờ mình đem mấy củ cà rốt mình đem bán thì thôi mình bán nhà của bà Ca Mui luôn đi. Hợp lý đó. Ok mấy bạn ơi, mình mới nghĩ ra ý kiến đây nè. Bây giờ là mình sẽ đem tất cả nhà của các thành viên trong team Hero mình đem đi bán để mình kiếm tiền mua skin nha các bạn. Hợp lý trời ơi. Mình sẽ đem nhà chị Ca Mui nè, đem nhà anh Mr. Dịch nè, nhà Timmy, nhà Simmy, đem luôn cả cái gaming house của Hero Team mình đem đi bán luôn, bán để kiếm tiền mua skin. Hợp lý, quá là hợp lý luôn các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ đem những căn nhà này đi bán mới được. Đầu tiên sẽ là nhà của Timmy đồ. Ok, mình sẽ đóng cửa lại nè. Đó, sau đó là mình sẽ lấy ra một cái bảng. Đây, mình sẽ lấy một cái bảng, sau đó mình đặt ở trước nhà. Bán nhà giá rẻ. Đó, bán nhà giá rẻ 100 kim cương. Đó, kim cương nha. Đó, ok. Bán nhà giá rẻ 100 kim cương. Rồi, tiếp theo sẽ là nhà của anh Mr. Dịch. Đó, ok, anh Mr. Dịch luôn nè. Bán nhà giá đắt. Trời ơi, nhà của trưởng team mà phải bán mắt mấy bạn ơi. Bán nhà giá đắt 1.000 kim cương. Đó, 1.000 kim cương nha. Đó, ok. Rồi, nhà của Dịch là 1.000 kim cương nè. Nhà của Timmy là 100 kim cương nè. Ok rồi, bây giờ tiếp theo sẽ là nhà của Ca Mui. Đúng rồi, qua nhà Ca Mui mới được. Nhà Ca Mui thì khá là nhỏ, cho nên là mình sẽ bán là bán nhà nhỏ giá siêu rẻ. Bao nhiêu kim cương ta? 50 kim cương. Đó, mình sẽ làm thêm cái nữa là khuyến mãi. Khuyến mãi 10 củ cà rốt đó. Khuyến mãi 10 củ cà rốt.
Ok. Ở trời, vừa bán nhà, mua được nhà mà còn được khuyến mãi cà rốt nữa, quá hợp lý. Rồi, tiếp theo sẽ là nhà của mình. Không được. Mình mà bán nhà của mình á là bà Sammy bà sẽ giết mình. Đó, trời là trời, cái nhà này, nhà mình ở hiện tại cũng là nhà của bà Sammy các bạn ơi. Mình mà bán nhà của bà Sammy là bà Sammy bà giết mình luôn á, cho nên không được, mình đâu có ngu. Mình đâu có ngu đâu. Ok, tiếp theo là nhà của Khang Dừa. Ở nhà Khang Dừa. Bán nhà giá nhà này là nhà biệt thự rồi, nhà Khang Dừa phải nói là nhà biệt thự các bạn ơi, để coi coi. Đúng rồi, nhà biệt thự bán phải giá cao lên xíu, hiểu không? Đó, bán biệt thự đi. Bán biệt thự chứ không phải là bán nhà nữa. Bán biệt thự giá giá đắt. Đó, giá là khoảng 5.000 kim cương. Ở nhà siêu đẹp luôn. 5.000 kim cương. Đó, khuyến mãi. Mình sẽ khuyến mãi. Nhà của Khang Dừa thì mình sẽ khuyến mãi 2 trái dừa. Đó, khuyến mãi 2 trái dừa. Ok. Nhà Khang Dừa bán khuyến mãi 2 trái dừa. Ok rồi, bây giờ mình đã đặt bản xong rồi. Bây giờ là mình chỉ còn thời gian là chờ cho người ta đem đến, người ta mua nhà thôi là hợp lý đó. Ok, bán nhà đi, bán nhà đi. Có ai mua nhà không? 1 hour later. Wow, trời ơi, ai bán nhà này? Có người bán đúng không ta? Ừ đúng rồi, có người bán nè. Wow, cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương này. Có vẻ hợp ý mình nè, trời. Cậu ai bán nhà nhở? Ai bán nhà nhở? Ủa trời ơi, có người mua nhà. Dạ, em chào chị. Dạ trời ơi, chị muốn mua nhà phải không? Đúng rồi, cái nhà này chị nhìn có vẻ ưng phết nè. Không biết là bán giá bao nhiêu đây em? Dạ cái nhà này rẻ lắm chị. Cái gì? Mình bán có 100 kim cương thôi. Đập. Nhà này em bán cái giá 100.000 đô lận chị ơi. Cái gì? 100.000 đô á? Dạ đúng rồi. Em bán vậy, trời làm sao chị đủ tiền, chị xin tiền không đủ em ơi, làm sao mà đủ được chứ, kể cái nhà này nó thấp, nó có 1 tầng à. Trời ơi, làm sao mà xây được? Chị vậy thôi, vậy bây giờ hạ giá thì thôi em hạ xuống cho chị còn 900 đô. Cái nó vẫn cao quá ta. Cái nhà này mà 900 đô không đáng, để xem nào. Ồ. Chị chứ sao? Em đi theo chị, đi theo chị. Dạ, sao? Chị sao? Chị muốn mua cái nhà màu xanh lá cây bên đây hả? Hay nhà nào? Chị cũng thích nhà màu xanh, nhưng mà chị thích màu xanh dương này cơ em. Em nhìn chị bộ của chị nè, cũng là màu xanh, hợp nhau đó em. Mà chị lại cũng thích nhà lầu nữa. Ui, lại còn có camera sẵn rồi kìa. Chị ơi, không được chị ơi. Cái này á là nhà của em. Em dùng để em ở, chứ em không có bán được. Bây giờ em yên tâm, cái nhà này em cho giá nào chị cũng mua luôn á. Thiệt hả? Nhưng mà không được đâu. Nhà này là em đang ở chung với lại một cái bà chằn. Chị ơi, em mà bán cái nhà này là bà giết em luôn á. Bây giờ lo gì đâu em. Thế thôi, để lấy chị lấy tiền nha. Một bao nhiêu ta? 100 triệu đâu được bán mua không em? Dạ không. 100 triệu em cũng không bán. 200 triệu vậy nè. Không luôn. Trời ơi, xót xa. 300 triệu. 300 triệu? Không bán luôn. Trời ơi, mệt quá à. 400. Không bán. 500. Không bán. 600. Không bán. 700, 900. Không bán. Nói chung là bao nhiêu không bán hết á. Trời ơi, tôi mệt mỏi quá à. Cái nhà đẹp như thế này tại sao lại không bán ta? Nhà này là nhà em ở mà, không bán. Mắc mệt quá à. Bây giờ chị giả giá 1 tỷ này. Cái gì? Hả? 1 tỷ? Trời ơi, chị ơi, cái nhà này mà chị mua với giá 1 tỷ luôn hả? Trời mấy bạn ơi, 1 tỷ hả? 1 tỷ thì bây giờ mình 1 tỷ là khoảng mình nói chuyện cà lâm luôn rồi. Trời nhiều quá. Chị ơi, em bán chị ơi. Bán đúng không? Dạ đúng rồi. Không nè. Dạ. Rồi giờ chị nhận nhà đi một tí đó, chị nhớ chị chuyển khoản cho em nha chị. Ok em, trong vòng một nốt nhạc tụi em. Dạ, cảm ơn chị. Mấy bạn ơi, vậy là mình đã có tiền mua skin rồi. Trời ơi, sướng quá, bán mấy căn nhà là có tiền mua skin luôn rồi. quá đã. Thôi được rồi, bây giờ mình đi rút tiền trong ngân hàng mua skin thôi các bạn ơi. Yeah. Ok các bạn ơi, thì mình mới vừa rút tiền ra và mình nạp vào trong mini world được 1.300 đô nữa các bạn. Mình chỉ mới nạp cái chút xíu tiền à, chứ không có nạp nhiều đâu. Bởi vì trong tài khoản ngân hàng của mình giờ có quá trời tiền. Mình bán nhà luôn rồi, trời ơi quá trời tiền luôn. Mình nạp vô một ít để mình đủ tiền mình mua thôi. Mình không cần mua nhiều đâu. Đó, bây giờ mình sẽ vô, đầu tiên là mình sẽ mua cái nón nè. Cái nón của tóc thiên bồng nguyên soái nè. Đó, mua cái này luôn nè. Mua luôn, giá rẻ, trời bán gì có 60.000, rẻ bèo. Mua nè. Đó, tiếp theo đó là cái áo của áo giáp nguyên soái nè. Mua luôn, quá rẻ. Ủa, áo gì đâu mà rẻ vậy trời. Mua luôn nè. Đó.
Để xem coi. Tiếp theo là mua luôn đôi giày. Trời quá đẹp. Đẹp ơi là đẹp luôn, mình thề các bạn. Nhìn đẹp ghê luôn á. Mua luôn nè. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ mua là cái gì ta? Cái phòng lửa, đi đến đâu là lửa cháy tới đó. Đó, mua luôn. Vô. La 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 la. Trời ơi bạn ơi. Mình đã có được bộ đồ mới nè mấy bạn, nhìn thấy mình ngầu không? Trời ơi là trời. Đổi cái bộ đồ thành màu xanh nhìn đúng hợp với mình luôn á, nhìn mình ngầu ơi là ngầu luôn. Nhìn y hệt như là mấy anh đẹp trai trong phim kiếm hiệp luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhìn mình siêu ngầu luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời. Bây giờ mình sẽ đi khoe cái bộ đồ này cho tất cả các thành viên trong team Hero thấy là mình có bộ đồ mới các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ngầu ơi là ngầu luôn. Ok, để đi khoe mới được. À, anh Dịch ơi, Timmy ơi, Camui ơi, tôi có đồ mới nè 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 nè. À, hello Sammy. Đồ mới hen. À, à, nè. Đẹp hen. À, đồ đồ mới nè, đẹp 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 nè. Trời ơi, quay một vòng coi nào. Trời ơi, quay xem. À nè nè, nhìn đi, đẹp không? Đẹp không? Trời đồ mới của tôi á, nhìn nè, đẹp không? Đẹp không? Trời à. Ơi, tiền đâu hen? Tiền đâu vậy? À, tiền này hả? Tiền này là tiền à, tiền tôi đặt heo đất tôi mua á. Tiền đặt heo đất hay là tiền bán nhà hả? À, tôi bán nhà à, bán à, không tâm tôi đâu có bán nhà gì đâu, tôi đâu có bán gì đâu. Dám lấy tiền này, ông lấy tiền từ việc bán nhà của tôi đúng không? À, làm gì có, tôi có bán nhà gì đừng đâu. Trời ơi, tôi vào nhà tôi nằm tôi lấy một con là đỏ ra đây bán nhà tôi. À, bà nghe lời ai á chứ làm gì có. Ồ, đứng lại cho tôi. Bán nhà.